Hey, what's going on YouTube? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Nếu đây là lần đầu các bạn đến với channel của mình thì mình tên là Benjamin, mình làm video về thời trang, đời sống và công nghệ. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn tất tần tật về việc gội đầu, đúng hơn là làm thế nào để gội đầu đúng cách và giữ cho mái tóc của bạn chắc khỏe nhất có thể. Thật ra đây là một việc mà mình thấy các bạn nam đều hết sức coi thường, chỉ làm qua loa cho xong. Nhưng đây lại là thao tác rất quan trọng để có được một mái tóc đẹp. Các bạn cần hiểu rằng để có một mái tóc đẹp thì trước hết mái tóc của bạn phải chắc khỏe đã. Và việc gội đầu sẽ là nền tảng cốt lõi để các bạn có thể có được mái tóc chắc khỏe đấy. Mỗi một sợi tóc của bạn giống như một cái cây vậy, nó luôn cần được chăm sóc từ gốc rễ. Và mỗi một sợi tóc đều có sức sống và đang được nuôi dưỡng. Trước khi bắt đầu vào những cách thức để gội đầu đúng cách thì mình muốn nói sơ qua một chút về dầu gội đầu. Các bạn cần phải hiểu dầu gội đầu là một dung dịch làm sạch, và dĩ nhiên giống như tất cả các dung dịch làm sạch khác thì bạn sẽ đẩy đi những chất bẩn có hại như là bã nhờn, bụi bặm, nhưng cũng sẽ kéo theo những chất bẩn có lợi như là natural oil. Lớp dầu tự nhiên giúp cho tóc của bạn chắc khỏe, bóng mượt, giúp nuôi dưỡng và bảo vệ mái tóc của bạn khỏi bị gãy và những tác động gây tổn thương như là tia UV. Chọn dầu gội đầu là một việc hết sức quan trọng, và mình ước trước đây từng có một người nói với cả mình về những kiến thức này. Mình sẽ làm hẳn một video nói về các loại dầu gội đầu phù hợp bởi vì mỗi người mỗi khác. Nhưng trước mắt các bạn cần hiểu là đừng nên sử dụng dầu gội đầu chứa sulfate, viết tắt cho sodium lauryl sulfate, là một hợp chất hóa học tẩy rửa được tìm thấy trong rất là nhiều sản phẩm tóc và thậm chí da nữa. Sulfate đặc biệt được tìm thấy ở những chai dầu gội đầu phổ thông như là Clear, Rejoice, Head & Shoulder. Việc còn lại là phải sử dụng dầu gội đầu đúng cách và hiệu quả. Đầu tiên, mình cần phải state rằng các bạn không nên gội đầu hàng ngày. Tuy nhiên, đối với trời nắng nóng và thời tiết vô cùng khắc nghiệt của Việt Nam, kèm theo việc phải thường xuyên đội mũ bảo hiểm, thì việc không gội đầu hàng ngày là không thể. Nếu buộc phải gội đầu hàng ngày thì hãy sử dụng nước không để gội. Tuy việc này không làm cho đầu của bạn sạch tuyệt đối như là khi sử dụng dầu gội đầu, nhưng sẽ làm cho bạn đỡ ngứa và phần nào làm sạch được đầu của bạn mà không liên tục tước đi natural oil. Tùy vào mức độ bẩn của đầu, các bạn hãy tự cảm nhận là nên gội đầu với nước không hay là dầu gội đầu. Cá nhân mình không bao giờ gội đầu 2 ngày liên tiếp, thường thì cách khoảng 2-3 ngày mình mới gội đầu một lần. Thứ hai, nhiệt độ của nước, một điều tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang đến hệ quả rất lớn. Nhiều người rất thích cảm giác tắm nước nóng. Việc này giúp cho bạn xả stress và relax hơn và có một cảm giác sạch hơn, nhất là khi bạn muốn loại bỏ hoàn toàn build up từ pomade gốc dầu. Nhưng tắm nóng ngoài việc khiến cho da của bạn rất bị khô thì sẽ mở rộng hair follicle của đầu bạn ra, nghĩa là lỗ chân lông ở trên da đầu của bạn, khiến cho tóc của bạn dễ rụng hơn. Mình khuyên các bạn nên sử dụng nước ấm để gội đầu, sau cùng hãy sử dụng nước mát để tráng qua một lần cuối. Chú ý là nước ấm và nước mát chứ không phải là nước nóng và nước lạnh đâu, ok? Rất nhiều người không thích sử dụng dầu xả và coi đây là một khâu thừa thãi ở trong việc gội đầu, và lại cũng có nhiều người sử dụng dầu xả không đúng cách, bằng cách ngay sau khi gội đầu xong thì apply dầu xả lập tức vào một mái tóc ướt nhẹp. Apply dầu xả vào một mái tóc ướt nhẹp sẽ dilute, làm loãng dung dịch dầu xả, khiến dầu xả rất khó để có thể concentrate được vào tóc. Các bạn hãy kéo toàn bộ nước ở trên đầu của bạn về phía sau để càng nhiều nước được vắt ra càng tốt. Sau đấy hãy apply dầu xả để dầu xả được phát huy tác dụng tuyệt đối. Sau khi đã apply, hãy để dầu xả trên đầu khoảng từ 3 đến 5 phút để tóc có thời gian hấp thụ tinh chất dầu xả. Ngoài ra khi rinse dầu xả bằng nước thì hãy leave-in conditioner, nghĩa là để lại khoảng 10% dầu xả trên đầu của bạn thay vì rửa hết sạch 100% đi. 10% này sẽ giúp cho tóc của bạn tiếp tục hấp thụ dầu xả và sẽ là một lớp bảo vệ mỏng khi mà bạn sấy tóc sau đấy. Tiếp theo là về vấn đề gãi da đầu. Mọi người thường có thói quen gãi da đầu. Có thể việc này được hình thành từ thói quen thường ra hàng gội đầu hoặc vì quá ngứa đầu mà gãi lấy gãi để. Việc gãi da đầu quá mạnh sẽ khiến cho hair follicle của bạn bị tổn thương và khiến cho tóc của bạn dễ rụng hơn rất là nhiều. Để tránh việc làm tổn thương hair follicle và da đầu của bạn thì chỉ nên massage bằng đầu ngón tay hoặc lòng của đầu ngón tay của bạn thôi, thay vì sử dụng móng tay. Việc massage đầu này cũng sẽ giúp cho tóc của bạn mọc nhanh hơn một chút. Tiếp theo, đây là một thói quen mà mình thấy các bạn nam mắc phải rất nhiều. Nếu bạn có thói quen dùng dầu gội đầu để gội đầu 2 lần trong một lần tắm thì hãy lập tức dừng ngay việc này lại, đặc biệt những bạn sử dụng pomade và muốn loại bỏ hoàn toàn build up. Thật ra xét về khía cạnh bụi bẩn và vi khuẩn thì gội đầu 2 lần không giúp cho tóc của bạn sạch được hơn một chút nào hết, nhưng hệ lụy của nó để lại là tàn phá tóc của bạn một cách khủng khiếp, đặc biệt đối với lần gội thứ hai khi mà tóc của bạn không còn một màng bảo vệ như lần đầu tiên. Đây cũng là lý do tại sao mà mình bỏ thói quen ra hàng gội đầu hoặc phải nhắc thợ gội đầu rất cẩn thận trước khi để họ sờ vào tóc của mình. Vừa rồi là 5 điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn về việc gội đầu và duy trì được một mái tóc chắc khỏe. Chắc chắn 5 điều này sẽ không thừa thãi đâu và sẽ giúp ích cho bạn về chặng đường dài. Nếu các bạn thích những chủ đề về tóc như này thì hãy để lại một like để mình biết là các bạn thích những video kiểu như này, và sẽ cố gắng trong thời gian tới tiếp tục ra nhiều những video về tóc hơn. Đặc biệt vào thời tiết nắng nóng như này thì việc phối đồ sẽ rất bị hạn chế, thì đầu tóc và mặt tiền, có nghĩa là da mặt của bạn, sẽ là những điểm để bạn có thể vượt qua mùa hè này một cách đầy tự tin và stylish. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và hẹn gặp các bạn ở video sau. Như mọi khi, các bạn hãy nhớ là always live in style and stay fresh. Peace.